Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta sử dụng cái dây livestream hai đầu 6 ly ra một đầu 3.5 này để chúng ta kết hợp với cả sâu cạc icon, rất đơn giản và dễ hiểu, ai cũng có thể sử dụng được mọi người nhá. Hãy cùng làm theo em nhá. Thì đầu tiên mọi người vẫn phải cắm tất cả các dây cho em nhá. Đây là dây lấy nhạc này, đây là dây sạc này, đây là tai nghe này và đây là dây mic này. Lưu ý là mic của chúng ta sẽ cắm ở lỗ mic 2 mọi người nhá. Và tai nghe của chúng ta cũng sẽ cắm vào lỗ tai nghe 2 để chừa lỗ mic 1 và tai nghe 1 ra giúp em nhá. Sau đó chúng ta sẽ cắm cái dây livestream này vào. Đầu tiên chúng ta sử dụng cho em cái dây màu đỏ này. Chúng ta sẽ cắm vào lỗ tai nghe 1 cho em nhá. Tai nghe 1 này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sử dụng cái dây màu vàng này. Chúng ta sẽ cắm vào lỗ mic 1 cho em nhá. Đấy. Ok. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta còn dư cái đầu này. Đầu này thì chính là chúng ta cắm vào điện thoại livestream của chúng ta mọi người nhá. Rất đơn giản như vậy thôi. Em giới thiệu chức năng của từng dây nhá. Cái dây màu đỏ này này, tức là truyền âm thanh đi cho người khác ở bên kia, người đang nghe thấy mình nói to hay nhỏ thì chính là cái dây này mọi người nhá. Và cái dây màu vàng này chính là âm thanh truyền về, tức là DPK đàm thoại hai chiều ấy, mọi người muốn người ta nói lại mình nghe to hay nhỏ thì chính là cái dây này mọi người nhá. Và điều chỉnh hai cái dây này như thế nào thì rất là đơn giản. Mọi người để ý mấy cái núm này nhá. Đây, ví dụ đây là núm tai nghe 2. Đấy, gióng xuống này. Núm này sẽ điều chỉnh tai nghe nhá. Và cái núm ngay bên cạnh này, gióng xuống. Đấy, dây màu đỏ đúng không? Đây chính là điều chỉnh âm lượng to nhỏ của livestream mọi người nhá. Mọi người lưu ý là nên để âm lượng tầm khoảng 3 giờ đổ lại thôi. Để to quá có thể âm thanh sẽ bị dè, bị bể mọi người nhá. Đấy, nên để vừa phải thôi. Tiếp theo là cái núm màu xanh này, gióng thẳng xuống. Đây chính là điều chỉnh âm lượng to nhỏ của micro của chúng ta nha. Và bên này chính là điều chỉnh âm lượng của cái dây màu vàng này, chính là âm lượng mà người ta nói lại mình nghe. Thì mọi người nên để âm lượng tầm khoảng 1 giờ đổ lại thôi, không là nó sẽ bị bể tiếng đấy mọi người ạ. Để vừa phải thôi nha, 1 giờ đổ lại thôi nha. Và sau khi đã lắp đặt hoàn chỉnh như thế này rồi, em sẽ cắm thử cái dây livestream này vào cái điện thoại đang quay video của em, xem âm thanh của nó sẽ như thế nào mọi người nha. Đó, vừa rồi em vừa hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta sử dụng cái dây livestream hai đầu 6 ly ra một đầu 3.5 của bên em, kết hợp với cả sâu cạc icon, rất đơn giản và dễ hiểu. Anh chị em cứ làm theo là sẽ thành công mọi người nhá. Và cái dây này rất đáng để trải nghiệm. Anh chị em nào có nhu cầu, mọi người ấn tay ngay vào cái dòng chữ giỏ hàng nè ở bên dưới để chúng ta xem sản phẩm và đặt hàng mọi người nhá.